Có một cái câu mà mình hay nghĩ là mình nghĩ là có thể áp dụng được với tất cả mọi người mà mình hay đọc cho bản thân mình, đó là have courage and be kind. Have courage có nghĩa là phải có bản lĩnh, có bản lĩnh. Be kind là sống tử tế với mọi người. Nice, happy happy, hoan hỉ hoan hỉ. Những cái gì mà mình mong cho mình thì mình cũng mong cho người khác, mà những cái gì mình không mong cho mình thì mình cũng tuyệt nhiên không bao giờ làm cái đấy cho người khác. Be kind, mình cứ sống tử tế đối tốt với mọi người. Thì đó là cách mà nói chấm muốn sống, mà mình vẫn luôn luôn sống từ trước tới bây giờ. Have courage and be kind. Lấy trí tuệ làm lẽ sống, mình thấy rất là hợp lý. Lấy trí tuệ làm lẽ sống, bởi vì là sẽ có rất là nhiều cái ham muốn, rất là nhiều cái tham vọng khác nhau, nhưng mà hãy cố gắng lấy những cái tham vọng đó chính là trí tuệ của mình. Bởi vì là mọi thứ có thể mất đi, nhưng mà cái trí tuệ ở trong người ấy thì sẽ luôn ở mãi. Và lấy sự tử tế làm lẽ sống, trí tuệ và sự tử tế. Thì mình mong là tất cả chúng ta đều có thể ôm tròn được cái sự tử tế và cái trí tuệ trong chính bản thân mình và lan tỏa cho mọi người.